And up next, we have first elected to the Orange County Board of Supervisors in 2014 and re-elected in 2018, Michelle Steele represents the residents of the 2nd District. Michelle is a successful businesswoman and renowned taxpayer advocate for the people. She was previously elected as vice chairman of the State Board of Equalization, where she represented more than 8 million people in Southern California, including all of Orange County. As one of the state's 12 constitutional officers at the time, Michelle was the highest ranking Korean American elected official in the United States. Just last week, her colleagues unanimously elected her as chairman of the Board of Supervisors for 2020. Michelle wishes everyone a happy year of the rat. Michelle Steele, 代表着居民 quận 2. Michelle được bầu vào hội đồng giám sát quận Cam vào năm 2014 và được bầu lại năm 2018. Michelle là một nữ doanh nhân thành đạt và ủng hộ người đóng thuế nổi tiếng cho người dân. Trước đây bà đã được bầu làm phó chủ tịch hội đồng cổ phần hóa nhà nước, nơi bà đại diện hơn 8 triệu người ở Nam California, gồm tất cả quận Cam, là một trong những sĩ quan hiến pháp bang 12 vào thời điểm đó. Michelle là quan chức được bầu chọn là người Mỹ gốc Hàn cao nhất Hoa Kỳ. Mới tuần trước, các đồng nghiệp của cô nhất trí bầu cô làm chủ tịch ủy ban kiểm soát cho năm 2020. Michelle chúc mọi người năm tuổi Tý thật hạnh phúc. All right, guys, let's keep the energy going. Up next, it's our pleasure to have with us Orange County's top prosecutor, District Attorney Todd Spitzer. The Orange County District Attorney's Office consists of hundreds of prosecutors fighting each day to keep our communities safe and to make sure that we fight against communism in Orange County. He has dedicated his life to keeping Orange County safe. You saw him as Orange County Supervisor, a former California State Assembly member, and now Orange County District Attorney. Ladies and gentlemen, this is Todd Spitzer. Give it up for him. Michelle Steele cầm lá của kỳ Việt Nam Cộng Hòa và bây giờ là công tố viên hàng đầu quận Cam, chánh biện lý Todd Spitzer, và văn phòng biện lý quận Cam gồm có hàng trăm công tố viên làm việc không mệt mỏi hàng ngày để giữ an toàn cho cộng đồng của chúng ta. Xin quý vị một tràng pháo tay thiệt lớn để đón chào họ, và nhất là họ đã bảo đảm cho chúng ta chiến đấu chống lại chủ nghĩa cộng sản Việt Nam ở quận Cam. Thưa quý vị, ông đã cống hiến đời mình để giữ an toàn cho quận Cam. Và một lần nữa, như quý vị đã biết là ông ta là giám sát viên quận Cam, cử dân biểu tiểu bang California và hiện tại là chánh biện lý quận Cam. Thưa quý vị, một tràng pháo tay thiệt lớn cho văn phòng giám sát viên của quận Cam với hai vị đại diện vừa bước qua khán đài. All right, guys, big round of applause. Up next is Sheriff Don Barnes, elected the 13th Sheriff Corner for Orange County in November 2018. With more than 30 years of service to the people of Orange County, Sheriff Barnes leads 4,000 sworn and professional men and women to provide exceptional law enforcement services that are free from prejudice or favor with the leadership, integrity, and respect. Và thưa quý vị, trước mặt của chúng ta là cảnh sát trưởng Don Barnes, được bầu làm cảnh sát trưởng thứ 13 cho quận Cam vào tháng 11 năm 2018. Thưa quý vị, và với hơn 30 năm phục vụ người dân tại quận Cam, thì cảnh sát trưởng Barnes đã dẫn 4.000 người đàn ông và phụ nữ chuyên nghiệp tuyên thệ để cung cấp các dịch vụ thực thi luật pháp đặc biệt miễn phí, từ kinh điển, từ định kiến hay là sự ưu ái, với sự lãnh đạo liêm chính và tôn trọng. Thưa quý vị, một lần nữa một tràng pháo tay thật lớn cho đoàn xe của cảnh sát trưởng Don Barnes. Và trước mặt chúng ta một người Mỹ gốc Việt, anh Hiếu Nguyễn, tức là chánh luật sư quận Cam, Hiếu Nguyễn, và bên cạnh là các thành viên của văn phòng của chánh án của anh Hiếu Nguyễn, và có Billy Lê mặc áo đỏ, và cũng như là các bạn rất là dễ thương cùng những thiếu nữ đã cầm những lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Chào Hiếu Nguyễn, chào Hiếu Nguyễn. All right, guys, right in front of us is the Orange County Clerk Recorder, Hugh Nguyen, the first Vietnamese American in the United States elected to the position to protect and safeguard all important records throughout Orange County.
Give it up for Hugh Wheaton. Và anh có nói rằng là văn phòng của chánh luật sư Hiếu Nguyễn và Valentine tới đây, ai đám cưới, ai kết hôn đến gặp anh Hiếu Nguyễn. All right, and the next entry is from the Orange County Water District. Come right behind. Located in Fountain Valley, featuring the board directors Kelly Rowe, Stephen Sheldon, and Dina Wheaton. They're also joined by Stephen's family, Dina's family, and members of the Senior Health Club of Somerset. The Orange County Water District not only manages, protects, and supplies groundwater for 2.5 million people in Orange County, it has influence of water recycling projects around the globe. Its renowned groundwater replenishment system is the largest facility of its kind in the world, and when its final expansion is complete in 2023, their groundwater replenishment system will provide enough water for 1 million people. Và thưa quý vị, đội diễn hành kế tiếp trước mặt khán đài đó là từ quận nước quận Cam, nằm ở thung lũng Phan, có giám đốc hội đồng là Kelly Rowe, Stephen Sheldon và Dina Nguyễn. Thưa quý vị, họ cũng được tham gia bởi gia đình Stephen, gia đình Dina và các thành viên của câu lạc bộ sức khỏe cao cấp của Somerset. Thưa quý vị, và một lần nữa giới thiệu đến quý vị đặc khu thủy cục quận Cam. Và kế tiếp thưa quý vị, một tràng pháo tay thiệt lớn để đón chào hình ảnh của khóa năm sinh viên sĩ quan trường bị Thủ Đức và đoàn hậu duệ vì dân. Và đoàn hậu duệ vì dân là một tổ chức vô vụ lợi nhằm duy trì và phát triển văn hóa Việt Nam. Thành viên khởi thủy là con cháu khóa năm sinh viên sĩ quan trường bị Thủ Đức, và trong quá khứ họ đã từng tham gia vào các sinh hoạt của cộng đồng người Việt miền Nam California, từ diễn hành đầu năm cho tới Tết Nguyên Đán, Dỗ Tổ Hùng Vương, Quốc khánh 30 tháng 4, vân vân. Thưa quý vị, một tràng pháo tay thiệt lớn đến khóa năm sinh viên sĩ quan trường bị Thủ Đức và đoàn hậu duệ vì dân. All right, guys, right in front of us, the Military Reserve Officers Academy is a non-profit organization that maintains and develops Vietnamese culture. The original member is the descendant of the 5th SVSQ-TBTD. In the past, the association has participated in the Vietnamese community of Southern California from the Tet Parade, the Lunar New Year Festival, and the death anniversary of Hung Vuong, Black April, including performances of Vietnamese traditional dances such as dances from three regions of Vietnam, dances with historical Vietnamese characteristics like the performance of two Trung sisters fighting the ships, their migration from the north to the south in 1954. And I give it up, guys, give it up. Big round of applause. Câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Câu lạc bộ tình nghệ sĩ là một tổ chức được thành lập từ 3 năm, từ tháng 3 năm 2010 do nhạc sĩ Anh Bằng và nhạc sĩ Cao Minh Hưng, với tất cả chi nhánh của các tiểu bang Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác. Câu lạc bộ tình nghệ sĩ luôn có mặt trong các sinh hoạt văn hóa xã hội, đặc biệt là chương trình đào tạo và phát triển tài năng trẻ cho các em thiếu nhi. Câu lạc bộ tình nghệ sĩ. And a quick shout out, I see two of my students down there, Jenna Nguyen and Megan Dang. Câu lạc bộ tình nghệ sĩ, also known as Vietnamese Artist Friendship Club, was established in March 2010 by composer Anh Bang and composer Dr. Cao Minh Hưng. Since then, the club has been developed in many other cities in the U.S. as well as other states and countries outside the U.S. The organization participates in many social and cultural activities in the community, especially the Youth Talented Development Program for the children. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị có con em muốn trở thành thiếu nhi của câu lạc bộ tình nghệ sĩ, hãy gặp thẳng nha sĩ và là người đầu đàn của câu lạc bộ tình nghệ sĩ, nhạc sĩ Cao Minh Hưng. Thưa quý vị, và bây giờ thì trước mặt đội diễn hành, kế tiếp xin mời. And up next we have the Garden Grove Unified School District, represented by Board of Education members, superintendent, staff, and students, along with their school bus full of GGUSD pride. The district serves more than 41,000 students across 7 cities. GGUSD was the first district in Orange County to be named a California Exemplary District for Academic Excellence.
The students here today are full of spirit and pride for the schools they represent. Yeah. Choose GGUSD, choose success. Shout out to my school district, Garden Grove Unified School District. Các ủy viên trong hội đồng giáo dục, học khu trưởng, các nhân viên học sinh vui mừng có mặt hôm nay trong chiếc xe đầy hãnh diện, niềm kiêu hãnh của học khu Garden Grove, luật sư Nguyễn Quốc Lân. Và luật sư Nguyễn Quốc Lân là tránh học khu của học khu Garden Grove mà không thấy tìm hoài, không thấy cô Lân cũng như là cô Tammy cũng như cô Đàn đã thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục và tuổi trẻ với học khu Garden Grove. Thưa quý vị, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn với học khu Garden Grove. I love the energy. Shout out to my alma mater, Bolsa Grande High School. Quý vị thấy ở trong đoàn của học khu Garden Grove có những bảng bằng tiếng Việt. Em tự hào là người Việt. Beautiful, đẹp quá. I also see, cảm ơn ba má. Thank you, mom and dad. Và các em đã cầm đại kỳ, lá đại kỳ của Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn các em, cảm ơn các em. Một tràng pháo tay thiệt lớn với học khu Garden Grove. All right, and speaking of my alma mater, Bolsa Grande High School, here we have the talented students of Bolsa Grande High Marching Band. They're here today under the direction of Don Miller. The award-winning band is part of the Garden Grove Unified School District's Distinguished Visual and Performing Arts Program. GGUSD received the 2019 Best Communities for Music Education Award, a distinction presented to districts that demonstrate outstanding achievement in providing music access and education to all students. GGUSD is one of the only four districts in Orange County and one of the 18 districts across California to receive this national recognition. Congratulations, Bolsa Grande! Những học sinh đầy tài năng trong ban nhạc diễn hành của trường trung học cấp 1 Bolsa Grande High School hiện diện hôm nay với sự điều khiển của John Miller. Ban nhạc đã đoạt giải này là một phần thuộc chương trình trình diễn và tạo hình xuất sắc của học khu chính Garden Grove. Garden Grove Grande High School nhận được bằng khen về giáo dục âm nhạc dành cho cộng đồng xuất sắc nhất về giáo dục âm nhạc trong năm 2019. Đây là một sự ghi nhận dành cho những học khu có thành tựu nổi bật trong việc tạo cơ hội giáo dục âm nhạc cho tất cả học sinh. Garden Grove Grande High School, Bolsa Grande High School là một trong 4 học khu của hạt Orange và là một trong 18 học khu của tiểu bang California được khen thưởng cấp toàn quốc. Bolsa Grande High School. Garden Grove, Fountain Valley, Huntington Beach, Los Alamitos, and Seal Beach in the state legislature. And he wishes everyone a safe, healthy, and prosperous new year. Dân biểu Tyler Diệp, hãnh diện đại diện khu vực Little Saigon trong địa hạt 78 thuộc tiểu bang California. Địa hạt bao gồm các thành phố Westminster, Garden Grove, Fountain Valley, Huntington Beach, Los Alamitos, Seal Beach và một phần Santa Ana. Nhân dịp năm mới, dân biểu Tyler Diệp cầu chúc quý đồng hương và gia quyến an khang và thịnh biệt. Thân dân biểu Tyler Diệp. Yeah, kể từ khi dân biểu Tyler Diệp được bắt cử bởi các lá phiếu của quý vị và dân biểu Tyler Diệp đã thực hiện những lời hứa đến cho các cư dân, các cử tri của ông. Đội kế tiếp đang tiến từ từ lên với quý vị. Và trong lúc trước khi mà giới thiệu, nếu quý vị mà có khát nước, nếu quý vị mà lạnh, quý vị có thể ủng hộ cho công ty Quốc Việt
hàng để bán nhưng chỉ có 3 đồng thôi. À, nước nóng, ô già, đúng rồi, số 21, đơn vị 21 sắp tới. Quý vị nhớ ủng hộ nước cho công ty Quốc Việt. Có coffee, có mocha, có milk tea, có passion fruit và có waffle, thưa quý vị. Okay. Và trước mặt quý vị đó là... And next up, we have Senator Tom Umberg. He is proud to represent Anaheim, Fountain Valley, Garden Grove, Huntington Beach, Long Beach, Los Alamitos, Orange, Santa Ana, Seal Beach, and Westminster in the California State Senate. Senator Umberg is proud to represent the vibrant and patriotic Vietnamese community. He is a retired U.S. Army colonel and federal prosecutor. Senator Umberg is accompanied by his wife, Robin, a retired general in the United States Army, and his granddaughter, Ellie. Joining Senator Umberg are his staff, students of Van An Martial Arts Academy and Latvian Scout Group. Thượng nghị sĩ Tom Umberg, đại diện địa hạt 34, bao gồm Anaheim, Fountain Valley, Garden Grove, Huntington Beach, Long Beach, Los Alamitos, Midway, Orange, Rushmore, Santa Ana, Seal Beach, and Westminster. Thượng nghị sĩ Umberg được vinh danh đại diện cho cộng đồng Việt Nam giàu lòng yêu nước và đầy nhiệt huyết. Thượng nghị sĩ Umberg là một đại tá về hưu lục tuần Hoa Kỳ, cựu công tố viên liên bang. Phu nhân thượng nghị sĩ Umberg là bà Robin Umberg, chuẩn tướng về hưu lục quân Hoa Kỳ, và cháu gái Ellie đang diễn hành với ông. Bên cạnh đó là các nhân viên của ông cùng võ đường Vạn An và hướng đạo Lạc Việt. Thượng nghị sĩ Tom Umberg kính chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng. Một lần nữa một tràng pháo tay cho phái đoàn của thượng nghị sĩ Tom Umberg, thưa quý vị. Come on, guys, make some noise for those kids down there. Let's go! Are you guys having fun out there? Yeah, are you sure? Come on, get loud. Down the sidewalk, I need some noise. Get going, come on! Và đội kế tiếp đoàn xe đó là của... Guys, give it up for the California Highway Patrol right there. Vẫn thuộc về phái đoàn của thượng nghị sĩ Tom Umberg. Và đoàn kế tiếp mà chúng tôi phải nói đó là hai xe cảnh sát đang đi theo, thưa quý vị. Hey guys, shout out to CHP. Thanks guys. Chúng ta nghe tiếng này chúng ta không sợ. All right, up next is Congressman Lou Correa, represents District 46 in California, which includes the cities of Anaheim, Garden Grove, Orange, and Santa Ana. Throughout 20 years, he has served alongside the Vietnamese community as an OC supervisor, assembly member, senator, and now a congressman. Congressman Correa wishes you a new year of health, wealth, and prosperity. Và thưa quý vị, dân biểu liên bang Hoa Kỳ, ông Lou Correa, đại diện cho địa hạt 46 tại tiểu bang California, bao gồm các thành phố như Anaheim, Garden Grove, Orange và Santa Ana. Và dân biểu liên bang Hoa Kỳ, Lou Correa, kính chúc quý đồng hương một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý, thưa quý vị. Và dân biểu tiểu bang thượng nghị sĩ hiện giờ là dân biểu liên bang Hoa Kỳ, ông Lou Correa.